Ok, em sẽ bắt đầu luôn nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021 và hôm nay là cái buổi chia sẻ thứ ba về cái cách lập mục tiêu năm. Thì cái buổi hôm trước em đã buổi hôm qua em đã chia sẻ với mọi người về cái cách thức mới rồi đúng không? Thế thì theo mọi người là thế thì mọi người có thấy cái bài chia sẻ ngày hôm qua nó hay không ạ? Mọi người có thấy nó giá trị không ạ? À hay. Ok, thế thì mọi người thấy hay thì là nó đến từ đâu ạ? Nếu mọi người thấy nó hay là nó đến từ đâu ạ? Đến Mọi từ người. mình ạ. À, đến từ mình, đúng rồi. Ok, thế thế bây giờ cái câu hỏi rất là hay đến từ mình đúng không? Thế bây giờ câu hỏi thứ hai. Thế thì nếu mà cái bài chia sẻ của em hay ấy, đến từ mọi người, ok. Thế thì bây giờ nhé, cái ông chồng mà luộm thuộm mà làm hay bừa bộn rồi thì hay đi chơi la cà thì đến từ ai ạ? Đúng không? Ok, buổi chia sẻ hay đến từ mình. Thì ông chồng của mình hay là ông chồng hay là mình khó chịu ạ, đến từ ai ạ? Lại từ mình À đúng rồi. nhất là đến từ mình vấn chứ đề không là vấn đề là cái hay ạ. Ok, đến từ mình rất là hoan hỉ đón nhận luôn, nhưng mà cái hôm nay không, không phải đến từ tôi, đến từ người đấy. Mọi người nhớ không ạ, nó như cái cây bút, nó chỉ xuất hiện thế khi mình phóng vào. Một con người mà là khó chịu thì với ai người đấy cũng phải gây khó chịu, nhưng tại sao chỉ với mình khó chịu, người đấy là người khác thì người ta lại cảm thấy người đấy rất là dễ chịu đúng không? Nó như cái cây bút ấy. Thế nên là ok, mọi người hãy nhớ nhá, tại vì là chúng ta là các bà mẹ nên nó hay liên quan đến chồng của mình, nó hay liên quan đến chồng của mình, nên là em nhắc để mọi người nhớ. Người ta chỉ là người đưa thư như kiểu em ấy, chồng mọi người thì chồng em chỉ là người đưa thư thôi, còn cái thư là gì thì mình biết mà, mình biết thì mình phải đọc thôi đúng không ạ? Ok, hôm nay mình sẽ vào cái bài giảng ngày hôm nay. Cái bài chia sẻ ngày hôm nay là em sẽ đi vào từng mục tiêu. Mọi người đã có cái mục tiêu của mọi người trong hai cái buổi chia sẻ trước, đã có cái mục tiêu của mọi người chưa? Mục tiêu em sẽ đi theo 6 cái mục tiêu mà em chia sẻ ở buổi 1 ấy. Mục tiêu tài chính này, sức khỏe, mối quan hệ, mục tiêu tài chính, mục tiêu sức khỏe, mục tiêu mối quan hệ này, rồi cái sự bình an bên trong này, rồi tâm linh đấy, rồi phát triển bản thân, sự nghiệp. Vậy đã có những cái mục tiêu đấy cho mình chưa? Kiểu hôm qua mình nói là mình viết thư ấy. Mình viết thư chính là mình viết cái mục tiêu đấy. À. Mọi người hãy hãy có mấy mấy cái mục tiêu đấy cho mình trước nhé. Và hôm nay em sẽ đi sâu vào là từng mục tiêu nó cần phải loại bỏ hạt giống gì và nó gieo những hạt giống gì. Ok. Thì hôm nay em sẽ đi sâu vào cái đấy. Cái nội dung chính của cái bài ngày hôm nay thì đầu tiên là em sẽ nói về 10 cái thiện nghiệp, 10 cái thiện nghiệp hàng đầu để đạt được mọi mục tiêu. Có thể là mọi người không nhớ là làm cái gì để đạt được, nhưng mọi người chỉ cần thực hiện 10 cái thiện nghiệp này thôi là chúng ta sẽ đạt được 10 cái, tất cả các mục tiêu của chúng ta. Nhưng mà đôi khi ấy, chúng ta muốn trọng tâm vào cái mục tiêu nào đấy ấy, thì em sẽ đi qua là các mục tiêu chính và ba là những cái hạt giống xấu cần loại bỏ, và điều thứ tư là gieo trồng những hạt giống tốt. Tôi cần gieo những hạt giống nào để đạt được cái mục tiêu của mình. Đây là cái nội dung trọng tâm. Ok, thì nội dung đầu tiên sẽ là 10 cái thiện nghiệp hàng đầu. 10 cái thiện nghiệp hàng đầu, tức là mọi người cứ tưởng tượng là hôm trước, hôm qua chúng ta đã nói về cái gieo hạt đúng không? Thì chúng ta theo như thầy em nói thì là có 84.000 cái hạt giống tốt, có 84.000 cái hạt giống tốt. Thì trong đấy thì là sẽ có 10 cái hạt giống tốt hàng đầu. Tức là chỉ cần 10 cái thiện nghiệp hay còn gọi là 10 cái đức hạnh cũng được, thì là chúng ta có thể đạt được mọi mục tiêu, mọi điều chúng ta muốn.
Thì 10 cái thiện nghiệp hàng đầu là gì? Thì em sẽ đi vào nhé. Thiện nghiệp đầu tiên là bảo vệ sự sống. Điều tốt đầu tiên là chúng ta hãy bảo vệ sự sống. Hãy trân trọng những cái sự sống xung quanh này. Nó đơn giản thôi, ví dụ như là trồng rừng này, hoặc là không đánh đập người khác này, không đánh đập con này. Rồi nói bảo vệ sự sống như kiểu chúng ta sẽ không giết những cái sinh vật khác, hoặc là nạo phá thai cũng nằm trong cái bảo vệ sự sống này đấy. Ok, tức là nó tránh được cái bảo vệ sự sống. Cái thiện nghiệp thứ hai là hào phóng. Hào phóng rộng lượng với những cái người xung quanh, hào phóng về cái tài chính ấy, hoặc hào phóng từ cái tâm mình trước, hào phóng rộng lượng. Thiện nghiệp thứ ba là hãy tôn trọng những mối quan hệ, hãy tôn trọng những mối quan hệ của người khác, kể cả là mối quan hệ một quan hệ trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng ấy, hoặc là mối quan hệ với người khác giới, mối quan hệ của những người khác nữa, hoặc là tôn trọng những cái mối quan hệ mình có với cha mẹ mình, với những người thân xung quanh, tôn trọng những mối quan hệ. Thiện nghiệp thứ tư là hãy nói sự thật. Nói sự thật này thì nó liên quan đến rất nhiều cái kỳ, nhiều khi chúng ta nói đùa ấy, nói đùa hoặc là chúng ta nói đùa hoặc nói quá lên, cái đấy nó cũng là vi phạm cái thiện nghiệp này. Thiện nghiệp thứ năm là mang mọi người đến gần nhau, là chúng ta sẽ không nói những cái lời mà gây chia rẽ những người khác ấy, không nói những cái lời gây chia rẽ. Thiện nghiệp thứ sáu là chúng ta hãy nói một cách tử tế, chúng ta hãy nói những cái lời gọi là ái ngữ đấy, hãy nói tức là không nói đâm nói thọc ấy. Người chúng ta sẽ rất là hay dễ bị vi phạm những cái thiện nghiệp này. Thiện nghiệp thứ bảy là nói có điều có nghĩa, là có mục đích ấy, không tám chuyện linh tinh, những cái chuyện trên trời như vậy, những cái chuyện mà mình không thể liên quan, tức là những cái chuyện mình không thể giải quyết được ấy, mà nó lại làm mất thời gian của người khác. Nên chúng ta chỉ nói những cái điều mà nó có ý nghĩa, có mục đích, nó có thể giúp cho người khác thôi. Còn những cái tám chuyện linh tinh là vi phạm cái thiện nghiệp này. Thiện nghiệp thứ tám là vui sướng với may mắn của người khác. Thì một cái điều chúng ta rất hay gặp, chắc là mình là phái nữ thì chắc mình hay gặp hơn, nhưng với mọi người thế nào, nhưng em đã bị vấn đề với cái điều đấy. Tức là mình hay kiểu như là hay bị rơi vào tình huống là mình không hiểu sao mình có cái tập khí đấy. Khi thấy những cái người mà kể cả mình ở có thể là bạn bè mà mình cảm thấy mình cứ trong mình cứ trỗi lên cái khó chịu kiểu ganh tị ấy. Nhưng mà dần dần thì nó sẽ bớt dần đi. Mình luyện tập nó sẽ bớt dần đi. Mình phải học cách vui sướng với may mắn của người khác. Ok. Và thiện nghiệp thứ 9 là đồng cảm với người khác. Đồng cảm với người khác là khi người khác có khó khăn hoạn nạn ấy, thì mình hãy đồng cảm với những cái vấn đề của họ. Nhiều khi có thể là người thân mình có khó khăn hoạn nạn mình đồng cảm ấy, nhưng mà kẻ thù của mình có vấn đề mình lại vui sướng chẳng hạn, thì đấy là chúng ta sẽ vi phạm cái thiện nghiệp này. Thiện nghiệp thứ 10 là thế giới quan đúng đắn. Thế giới quan đúng đắn này nó rất là quan trọng. Mọi người hãy nhìn mọi thứ nó như là cái cây bút nó đến từ phía mình. Thì chúng ta luôn phải nhớ là mọi thứ nó đến từ phía mình. Có thể là như vừa nãy em hỏi là cái bài chia sẻ hay ấy, nó đến từ mọi người đúng không? Thế nhưng mà nói là ông chồng ấy thì không ai nhận đến từ mình à? Hoặc là những cái vấn đề đấy từ đâu? Tại sao mà mọi người hãy nhớ là không ai xuất hiện trong cuộc đời mình một cách ngẫu nhiên cả. Họ chắc chắn phải mang một cái bài học gì đấy. Nên đến nào chúng ta đến lúc nào chúng ta học xong rồi thì người đấy sẽ không xuất hiện nữa, hoặc cái vấn đề đấy mình sẽ không nhìn thấy nữa. Đấy là điều chắc chắn. Và em cũng đã trải nghiệm. Mình thấy một cái người nó rất là khó chịu ấy. Tất cả những cái người xung quanh mình cũng thấy người đấy khó chịu ấy. Thế nhưng mà dần dần mình nghĩ thấy cái người đấy thực ra là họ đáng thương hơn ấy. Tức là họ rất muốn diễn đạt cái điều họ nói, nhưng họ cứ bị nói thành những cái lời nó gây tổn thương người khác ấy. Mình bắt đầu mình thấy thương người đấy. Khi mình thấy thương người đấy thì bắt đầu người đấy lại không xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Người đấy lại biến mất. Đó là khi mình có cái thế giới quan đúng đắn thì cái vấn đề trong cuộc đời mình nó sẽ không xuất hiện nữa. Thì 10 cái thiện nghiệp này mọi người có thể thấy, thiện nghiệp thứ 1 đến thiện nghiệp thứ 3 liên quan đến thân, liên quan đến hành động. Thiện nghiệp thứ 4 đến thiện nghiệp thứ 7 là liên quan đến lời nói.
và định thứ 8, định thứ 10 là nó liên quan đến đến ý, đến cái ý ý nghĩ của chúng ta. Thân khẩu ý thì là 10 cái thiện nghiệp này nó sẽ liên quan đến đến ba phần đó. Mọi người hãy chú ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào là thế từng cái mục tiêu là chúng ta sẽ phải làm những cái việc gì. Mọi người hãy nhớ là cái hạt giống nhỏ nó sẽ thành cái cây lớn. Thế nên là chúng ta phải chú ý từ những cái hành động nhỏ nhất của mình ấy. Thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên là mục tiêu tài chính. Mục tiêu tài chính thì những hạt giống nào tôi cần gieo hoặc cần loại bỏ để đạt được cái mục tiêu tài chính của mình. Thì mọi người hãy cầm sẵn hoặc là hãy nghĩ sẵn trong đầu cái mục tiêu tài chính của mình nhé. Ví dụ như năm 2022 này tôi muốn có được 50 triệu chẳng hạn, hay là tôi muốn có thu nhập một tháng là bao nhiêu tiền đấy. Mọi người hãy có sẵn cái mục tiêu đấy cho mình. Đấy, thì mọi người hãy có sẵn cái mục tiêu đấy để xác định là gì ạ? Để xác định là ví dụ cái cây của mọi người ấy là cái cây lâu năm hay là cái cây ngắn ngày. Cái mục tiêu nó càng lớn ấy, thì chúng ta càng phải thực hành nhiều, chúng ta càng phải gieo nhiều và chúng ta phải chờ để chờ cho nó lớn lên. Bây giờ nhiều người là kiểu như là mình quên mất là cái cây lớn nó cần thời gian ấy. Cái cây của mình là cây lâu năm nó cần thời gian, nên là cứ hay là kiểu nản hay bị nản ấy. Thế nên là chúng ta phải xác định cái cây của chúng ta là cây gì và chúng ta cần phải có thời gian như thế nào. Cây càng lớn, cây cây nó càng lớn càng lâu năm ấy, thì càng phải chăm sóc thực hành nhiều, và thứ hai là phải chờ cái thời gian. Ok, thì em sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên là những hạt giống cho tài chính thịnh vượng. Ở đây em có cái bảng đây cho mọi người nhìn, là chúng ta sẽ có những hạt giống xấu cần loại bỏ và những hạt giống tốt cần gieo. À, mọi người sẽ nhìn thấy là những cái hạt giống xấu là nó sẽ đi vào những cái hạt giống nó rất là nhỏ nhỏ. Đây em lấy ở trên đầu tiên là những cái hạt giống liên quan đến, tức là muốn có tài chính thì chúng ta phải dùng cái thiện nghiệp thứ hai ấy, là cái sự hào phóng. Hạt giống tài chính đấy liên quan đến sự hào phóng. Ở đây sẽ có rất là nhiều cái thói quen mà em liệt kê ra đây, và em đều gặp vấn đề những cái thói quen này, còn không biết mọi người thế nào, tôi sẽ phân tích kỹ hơn nhé. Đầu tiên là thói quen hay so đo hay tính toán thiệt hơn khi mua hoặc cho người khác. Ích kỷ, chỉ biết chọn phần hơn cái ngon cho mình khi là mua hàng, khi ăn uống. Không biết mọi người như nào, nhưng thói quen hay so đo mình tính toán như kiểu là nhiều người cứ đi ra, thỉnh thoảng mình cũng bị mắc cái này ấy. Bây giờ mình phải hào phóng hơn. Ví dụ như là mình mua quần áo thì mọi người thôi mình mặc cả được vài chục nghìn thì thôi, nhưng mà đi ra chợ mua rau mua các thứ ấy, khi mình cứ mặc cả 1.000, 2.000 hay 3.000 ấy. Đấy, cái thói quen đấy là cũng là một cái thói quen xấu cần phải loại bỏ. Thói quen hay so đo hay tính toán thiệt hơn ấy. Mình cứ hào phóng thôi, cho người ta thêm vài nghìn nữa cũng có sao đâu, đúng không? Nó cũng không thay đổi gì cả. Thế nên là mình hãy hào phóng với cái người. Và cái việc là ích kỷ này, chỉ biết chọn phần hơn cái ngon cho mình. Mình mua cũng thế, mình muốn mua là giá rẻ là một này, thứ hai là mình chọn, mình bao giờ mình phải chọn cái ngon hết, thế còn để cái xấu cho ai mua. Đúng không ạ? Thế nên là kể khi ăn uống cũng thế, khi ăn là em quan sát này, cái tâm tham nó cứ nổi lên với cái món mà mình thích ăn đấy, không hiểu sao mình cứ cứ muốn phải gắp được nhiều cái món đấy. Ôi trời ơi. Đấy cũng là một cái hạt giống, cái sự ích kỷ ấy mọi người ạ. Và cái tài chính, mới có tài chính thịnh vượng thì nó lại liên quan đến cái sự hào phóng. Vì vậy ạ, bên cạnh cái hạt giống tốt cần gieo ạ, thì vì mình ích kỷ ấy, nên là cái hạt giống tài chính này nó liên quan rất nhiều đến cái sự hào phóng. Nên cái đầu tiên mọi người biết mình cần phải gieo là gì không? Tức là mình không phải mình gieo cái hành động hào phóng, mình bán hàng, mình mua hàng hôm nay mình không mặc cả nữa. Mà cái đầu tiên mình cần phải làm, mình phải cần là có một cái tâm hào phóng trước mọi người. Tức là mình có một cái tâm hào phóng trước, kể cả khi mà mình chưa có tiền là mình cho người khác ấy. Nhưng mình cũng cho cái tâm của mình trước, để khi mà mình có tiền mình sẽ cho người đấy. Chứ không phải là ôi trời ơi, tôi kiểu như là khi mà mình cho rồi, ví dụ nhá, mọi người đi cho một ai đấy xong mình nghĩ là ôi biết thế chả cho xong, kiểu mình ngồi mình tiếc ấy, mình ngồi mình tiếc rồi mình ngồi ôi kiểu như thế rồi mình có cho nhiều quá không, hay là thế rồi thì
Đó đó, mọi người có hiểu không? Tức là bất kể hoạt động gì liên quan đến tài chính là chúng ta phải có cái tâm hào phóng trước. Nhiều khi mọi người mua mà không mặc cả, trong cứ nghĩ là bạn này bán đắt thế, biết thế này biết thế kia đấy đấy, thì nó vẫn là ích kỷ mọi người ạ. Thế nên là cái hàng hào phóng nó vẫn chưa được trọn vẹn. Thế nên là dù mình muốn có hào phóng như thế nào thì đầu tiên mình phải ước là mình phải có một cái tâm hào phóng trước, để rèn luyện cho mình có một cái tâm hào phóng. Như cái rễ cây ấy, mình đã có cái tâm hào phóng rồi, mà khi mình mua người này mình không mặc cả, mình tức là nó không nghĩ trong đầu mình nữa, thì mình có cái sự hào phóng trọn vẹn ấy. Chứ không phải là cái hành động mà bên ngoài là tôi không ấy là xong nhá. Bởi cái hành động bên ngoài là tôi gieo hạt, tôi giúp đỡ người này, tôi giúp đỡ những em kia, thế xong rồi thì tôi không mặc cả khi mua hàng, tôi thế này thế kia, nó không phải ở cái tầng hành động mà nó phải ở tầng ý, tầng tâm trước ấy. Đó, thì để đối ngược lại cái hạt giống xấu này thì chúng ta cần phải có một là cái tâm hào phóng trước, và điều thứ hai là chúng ta hãy gieo cái tài chính của mình ấy, hãy gieo tiền của mình vào những cái mảnh đất màu mỡ. Những cái mảnh đất màu mỡ là gì ạ? Rồi chúng ta cần hạt tài chính đúng không? Chúng ta cần những cái mảnh đất màu mỡ. Tức là không phải là cứ hạt là chúng ta quải linh tinh được. Nếu mọi người cứ thải hạt vào cái sân bê tông nó có lên được không? Nó không lên được đâu ạ. Nên là chúng ta phải cần tìm những cái mảnh đất màu mỡ nó có sẵn cái điều kiện để cho cái hạt chúng ta nảy mầm rồi. Mảnh đất màu mỡ là gì ạ? Hay có ba loại mảnh đất màu mỡ. Điều đầu tiên là những người có công với mình, có ơn, mình có ơn ấy. Tức là bố mẹ mình là những người mình có ơn rất là sâu đậm, bố mẹ mình và bố mẹ chồng. Đấy là cái điều đầu tiên, cái mảnh đất màu mỡ đầu tiên. Cái mảnh đất màu mỡ thứ hai là những cái người mà có khả năng giúp được rất nhiều người khác. Ví dụ như là những cái người mà mình thấy là mình có thể tin tưởng trong các hoạt động từ thiện này, hoặc là mình có thể thấy là họ đã làm được rất là nhiều dự án cho cộng đồng. Những cái người đấy có thể giúp được rất là nhiều người khác, nên là chúng ta có thể gieo vào cái mảnh đất màu mỡ đấy. Và điều thứ ba là hãy gieo vào những mảnh đất những cái người thật sự họ đang rất cần, đang rất khó khăn. Ví dụ như thời điểm này là Covid này, có rất nhiều người là người ta gặp khó khăn. Đó là cái mảnh đất màu mỡ để cho mình gieo là liên quan đến tài chính. Hãy cho họ tiền và hãy giúp đỡ họ khi mà họ thật sự cần, thì mình sẽ biết ơn về cái điều đấy. Thật sự sẽ rất rất là biết ơn về cái điều đấy. Thì ba cái mảnh đất màu mỡ đấy, khi mình gieo một phát, cây của mình nó sẽ phát triển cực kỳ nhanh mọi người ạ. Thì cái hạt tài chính của mình sẽ phát triển cực kỳ nhanh, mọi người hãy nhớ gieo vào ba cái mảnh đất màu mỡ đấy. Ok. Bên cạnh cái cột thứ hai này, cái hạt giống xấu cần loại bỏ, như vô ơn, như mình em đang nói với em ấy. Thực ra cái này em bê được cái bản kế hoạch năm của em ra, và cái dự định ban đầu của em là muốn chia sẻ với mọi người luôn cái phần này. Thế nhưng mà không biết làm sao để dẫn mọi người đến cái phần này, nên là mình sẽ phải đã có hai cái buổi trước rồi. Đây là cái bản kế hoạch năm của mình luôn ấy. Thì mọi người có cái hạt giống xấu nào mọi người hãy ghi ra cái bản kế hoạch ấy. Và có hạt giống tốt là cần ra mọi người hãy ghi ra, để mọi người biết là mỗi ngày mọi người cần phải làm những cái gì, và cái hạt này nó sẽ hỗ trợ cho cái cây nào của mình. Và mình phải gieo hàng ngày vậy. Gieo hàng ngày, hạt giống nhỏ nó sẽ thành cái cây to. Thì cái đầu tiên là cái điều thứ hai này, vô ơn qua mọi sự hỗ trợ về tài chính, mọi điều kiện tốt mình được nhận là đương nhiên. Kiêu căng ngạo mạn khi cho đi, lãng phí cho trân trọng đồ ăn thức uống, đồ vật sử dụng hàng ngày. Cái vô ơn này em bị này, tức là ví dụ như khi mình nhận được hỗ trợ ví dụ từ cha mẹ này, mình cứ coi là đương nhiên ấy, hoặc những cái điều kiện tốt xung quanh mình cứ coi là đương nhiên ấy. Mình phải được nhận thế chứ, không biết mọi người có bị đấy không, mà em bị cái điều đấy. Em chưa trân trọng những cái sự giúp đỡ của những cái người xung quanh, nhất là của người thân ấy. Nên là mình cần phải loại bỏ. Tức là mọi người hãy như một cái vị thám tử, mọi người phải tự nhìn lại cái hành động của mình như kiểu thám tử Conan, thám tử Sherlock Holmes ấy, để truy vết những cái nguyên nhân thật sự, những cái hành động thật sự của mình để dẫn đến mình có cái vấn đề hay mình chưa đạt được cái mục tiêu đấy. Mọi người hãy truy vết. Thì những cái hạt giống liên quan tài chính nó sẽ liên quan đến sự hào phóng này, hạt giống xấu nó sẽ là cái keo kiệt này, lãng phí này, vô ơn này, vô ơn với tiền bạc ấy, với những cái điều kiện mình nhận được, hoặc là mình có cái sự kiêu căng ngạo mạn khi cho đi. Mình cho đi mình nghĩ là kiểu như là mình cho thì cái người kia được nhận, người ta phải biết ơn mình ấy. Đúng ạ, em hay bị cái đấy. Mình thực sự là mình phải nghĩ lại
Thì mình nghĩ là nếu mà không có họ thì mình làm gì có chỗ nào mà gieo, mình làm sao mình tự gieo lên mình được. Nên là họ họ chính là cái mảnh đất cho cái hạt giống của mình phát triển, nên mình thật sự là mình phải biết ơn họ, mình phải biết ơn những cái điều kiện mình đã có để mình có thể được giúp đỡ họ. Mình biết ơn họ họ vì nhiều nhiều khi mọi người có rơi vào tình huống mà muốn cho không có ai nhận, nên là mình phải biết ơn những người nhận của mình. Lãng phí chưa trân trọng đồ ăn thức uống này. Ví dụ rất điển hình của em là đồ ăn để trong tủ lạnh cứ quên quên xong hỏng hay là bỏ đấy, đấy là mình chưa trân trọng đồ ăn thức uống hoặc đồ vật những đấy mình chưa sử dụng hết công suất ấy. Mình chỉ sử dụng một ít thôi xong mình lại bỏ đấy, thì đấy là những cái thói quen nó rất là nhỏ thôi nhưng nó sẽ khiến những cái thói quen xấu như hôm qua em nói đó. Nếu mà mình cứ liên tục mình gieo hạt tốt đồng thời mình cũng vẫn gieo những cái thói quen xấu thì mình như kiểu là mình có đi gửi thư thế nhưng mà mình liên tục là mình ném ra những cái chướng ngại vật để cái bác gửi thư bác ấy không đến được chỗ mình ấy. Mình cứ ném ra nào thì kẹt xe nào thì tắc đường nào thì đường hỏng là mình cứ ném ra những cái chướng ngại vật đấy, thế là bác gửi thư mãi mãi lại không đưa thư đến cho mình được. Nên là mọi người cần phải bỏ những hạt giống xấu để cho bác gửi thư bay thật là nhanh đến chỗ mình, và đồng thời mình cũng gieo những hạt giống tốt, gieo hạt những hạt giống tốt để mình có thể thiền cà phê để cho cái bức thư đấy nó được cắn tem, em hỏa tốc thật là nhanh. Thói quen tiếp theo là ganh tị, nghĩ xấu khi thấy người khác có thành giàu có thành công đó. Về cái thói quen ganh tị này nó nhiều khi nó mình cứ nghĩ là nó auto lắm, nó tự động nó nhảy lên ấy. Nên là mình tập dần một cách là vui mừng hạnh phúc cái sự giàu có thành công của người khác. Mọi người có để ý là khi mà bạn mà nhìn thấy những người khác giàu có thành công thì khả năng cao là mình cũng sẽ sắp giàu có và thành công rồi. Thì mình mới nhìn thấy điều đấy mà. Thì mình nhìn thấy cái điều gì ấy. Thế nên là khi nhìn thấy những điều đấy hãy vui mừng hạnh phúc, vì những cái người xung quanh mình mà họ giàu có hạnh phúc ấy, thì mình cũng sắp có cái điều đấy rồi. Nên mình mới nhìn thấy họ như thế. Ok, thói quen tiếp theo là đi làm muộn này, chưa trân trọng thời gian và tài sản nơi làm việc. Không biết mọi người sao em bị cái này luôn. Đi làm thì trễ này, rồi thì vi phạm thời gian của cơ quan rồi nhá. Xong rồi thì ví dụ nhiều khi vẫn còn in nhờ, photo nhờ, hoặc là có khi mà những cái đồ dùng ấy, ví dụ mình đang đi đâu mình cầm bút đi làm xong mình chả nhớ mình thả nó ở đâu nữa. Chuyên môn mình bị thế luôn. Cái tiếp theo là buôn chuyện, nói lời vô nghĩa, tào lao, làm mất thời gian của người khác. Thì khi mà mình buôn chuyện ấy, như vừa nãy em nói là mình nói là vô nghĩa, là mất thời gian của người khác, thì mình mất là mất thời gian để đi họ đi đi làm những cái hoạt động giá trị đúng không? Mình nói những cái lời vô nghĩa, nó không tạo ra giá trị cho người khác, nó không tạo ra giá trị cho người khác thì cái hậu quả là mình cũng không nhận được cái phần thưởng gì, vì tiền tài chính chính là giá trị đấy, mình không có thời gian để làm những cái việc giá trị, mình không được nhận những cái việc đấy. Thế nên là mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói những lời có ý nghĩa, và hãy nói những cái lời có ý nghĩa mang lại giá trị cho người khác. Nhưng mình hay đi làm muộn nên mình tập cách đi làm đúng giờ, mình không in em đang tập cái này, không không photo nhỏ cơ quan nữa, một hai tờ không photo. Ok, chém chút. Em bé Hoàng hả? Bạn Hằng đã mình không biết Đúng là các rồi. bạn có nghe được âm thanh đó không, chứ mình nghe âm Đúng thanh rồi. và thấy bạn Hằng rất là gắn. Ok. Ok, bố bố hỗ trợ rồi. Mình có những cái hạt giống xấu này, hứa rồi bỏ quên, làm không đến nơi đến chốn, dễ dàng lập cam kết mà không thực hiện trọn vẹn, cái này cũng sẽ ngăn cản cái hạt tài chính của mình đến. Đấy là thói quen xấu, tại vì khi mà mình cứ làm xong mình bỏ ấy, mình làm xong mình bỏ ấy, thì kiểu như tiền của mình ấy, đáng nhẽ mình được nhận nhưng mình cũng không được nhận, vì mình có cam kết mình có làm đến nơi đến chốn đâu đó, thì cái hạt này nó sẽ gieo lên cái điều đấy. Thế nên là mình hãy hãy suy nghĩ kỹ trước khi lập cam kết và hoàn thành tất cả những cái cam kết của mình.
Ok, sorry mọi người, hôm qua bạn hơi hơi quấy một tí. Thì tiếp theo là cái lỗi này em hay gặp lắm. Dùng ebook, sản phẩm phần mềm correct không có bản quyền. Cái lỗi này em hay gặp lắm. Trước khi biết đến đến việc gieo hạt ấy, mình thấy ai mà share cái kho ebook hoặc các thứ rồi lao vào mầm, rồi dùng cái gì cũng muốn là dùng cái phần mềm correct thôi, không có bản quyền, win gấp cái thứ là toàn correct. Bây giờ thì mình dùng cái bản quyền rồi, và những cái và mọi người phải sửa cái thói quen này, nó chính là cái thói quen trộm cắp. Nghe thì nó có vẻ ghê nhưng mà thực sự nó là cái hạt xấu, nó là cái hạt trộm cắp. Mình đang trộm cắp những cái sản phẩm, những cái giá trị của người khác mà khi chưa được người đấy cho phép. Thế nên là tất cả sách em đều mua sách giấy. Thế còn là trường hợp mà cái sách đấy nó không xuất bản nữa thì mình mới dùng ebook của mình in ra thôi. Thế còn đa phần là mình sẽ mua sách giấy. Còn phần mềm cũng thế, phần mềm mà mình ví dụ như những phần mềm mình hay sử dụng nhé, mình sẽ dùng bản free nhưng mà sẽ thực hiện đúng cái cam kết của họ. Ví dụ như là dùng bản free thôi nhưng mà người ta chỉ có giới hạn cái này, nhiều người sẽ crack, người ta sẽ hack cái phần mềm đấy, nhưng mình sẽ không nhận những cái phần đấy, mình chỉ làm đúng cái quy định của họ với bản free thôi. Còn nếu mà có điều kiện thì là sẽ mua cái phần bản quyền. Ví dụ như cái slide này cũng thế, em cũng lựa chọn ví dụ như mình sẽ dùng những cái mẫu slide có sẵn, mẫu template có sẵn. Thế nhưng mà có những cái slide thì nó cho sử dụng miễn phí, kể cả là mình có dùng cho mục đích thương mại hay không. Nhưng có những cái slide nó yêu cầu là không được sử dụng cho mục đích thương mại là một, và thứ hai là phải để cái tên của nó ở cái slide cuối cùng. Thì là mọi người mà nhận được cái file PDF bản 1 của em, buổi 1 của em ấy, thì cái slide go nó yêu cầu là phải để tên của nó cuối cùng ấy. Thì em cũng vẫn giữ cái slide đấy ở trong cái file PDF đấy. Tức là mình tôn trọng cái điều kiện của họ để được mình dùng miễn phí ấy. Thì mình hãy gieo hạt, mình tôn trọng những cái phần đấy. Tức là mình gieo hạt, mình tôn trọng tài sản của người khác ấy. Mình không trộm cắp, là mình làm đúng cái quy định của họ. Còn nếu không thì thôi, nếu mình không muốn sử dụng thì thôi, mình đừng dùng của họ nữa. Còn nếu dùng ấy, mà dùng bản miễn phí thì hãy làm đúng cái quy định của họ. Đó, thì cái dùng ebook này nhiều. Tại vì đợt trước em không biết, em còn đi xe những cái ebook đấy cho người khác nữa. Xong mình thấy tội lỗi quá. Thôi, hạt xấu bây giờ nó nở thì chịu thôi. Tiếp theo là ngăn cản người khác cho đi. Ở nhiều khi mình thấy người hồi mình chưa biết ấy, mình biết thì ai cho mình nghĩ trời ơi, kiểu như là thế này thế kia đừng có cho. Đấy là mình ngăn cản người khác cho đi. Thì hãy bỏ cái hạt giống này, mình thay bằng cái hạt giống là mình hãy dạy con cho đi, khuyến khích những người xung quanh cho đi. Vì sao ạ? Vì cái nơi nuôi dạy con này nhá, chúng ta nghĩ là phải làm thế này, phải làm thế kia đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình thực sự mình hiểu về cái cách thức mọi thứ vận hành ấy, thì mình mới nhận ra là mình chỉ có thể cái cách tốt nhất để giúp con ấy, hãy để cho con tự tạo ra cái hạt giống cho con, tự tạo hạt giống tốt cho con, chứ không phải là mình cứ cung cấp cho con những cái điều kiện tốt nhất ấy, là con nó sẽ đạt được những thứ tốt nhất đâu, đúng không? Nếu mà mình luôn cung cấp cho con những cái điều kiện tốt nhất là chính ra là mình đang khiến nó là tiêu hạt của nó nếu mà nó không gieo hạt mới. Thế nên là chúng ta hãy dạy con bằng cái việc là hãy khuyến khích con cho đi, hãy khuyến khích con giúp đỡ người khác và khuyến khích những người xung quanh. Em có một thói quen nữa là hay em coi thường tiền lẻ này, cứ vứt tiền lung tung. Thì bây giờ mình phải học cách là coi trọng cái đồng tiền mình có được, tất cả những cái đồng tiền mình có được. Hôm nay về lục hết tất cả các ngăn kéo các thứ xem là tiền lẻ tiền lưu vứt ở đâu. Nhiều khi mình vứt đấy, mình không coi trọng đồng tiền của mình đấy, thì hãy học cách coi trọng cái đồng tiền mình có được. Thì đây là những cái bộ hạt giống xấu mà cần loại bỏ, và những cái hạt giống tốt chúng ta cần gieo để có một cái tài chính thịnh vượng. Và mọi người hiểu tại sao mình cần phải gieo thì mọi người sẽ thấy là những cái hạt rất là nhỏ thôi nó sẽ tạo ra những cái cây rất là khổ. Thế nên là chúng ta hãy bỏ hạt giống xấu và gieo hạt giống tốt. Ok.
Chúng ta sẽ sang cho phần tiếp theo là mục tiêu liên quan đến sức khỏe. Mục tiêu liên quan đến sức khỏe thì mọi người biết, có biết là nó sẽ liên quan đến cái thiện nghiệp nào trong 10 cái thiện nghiệp đầu tiên? Mục tiêu sức khỏe bảo vệ sự sống. Nhiều người có chị nào nói liên quan đến bảo vệ sự sống không? Mục tiêu sức khỏe của chúng ta sẽ liên quan đến bảo vệ sự sống. Thế thì mọi người hãy xác định là mình có một sức khỏe như thế nào trong năm mới, thì sau đó thì chúng ta sẽ có cái bộ hạt giống để gieo cho một cái sức khỏe nó trọn vẹn. À, sức khỏe này thì là nó sẽ liên quan đến sức khỏe của mình và sức khỏe những người xung quanh đấy nhá. Nó sẽ liên quan đến sức khỏe của mình và sức khỏe của những người xung quanh. Chúng ta phải giữ sức khỏe cho chính mình nhé. Thì chúng ta cũng là đang gieo cái hạt bảo vệ sự sống. Ok, thì hạt giống xấu chúng ta cần loại bỏ chính là cái việc chúng ta làm hại cuộc sống bằng cách giết côn trùng này, đánh con này, người hay đánh con không? Đánh con cũng là vi phạm hạt bảo vệ sự sống nhá. Nếu con mình mà nó hư, nó không nghe lời, nó đến từ một cái hạt khác. Thế còn mình đánh con nó cũng đến từ một cái hạt khác. Tức là mọi người có thấy không, mình đánh con nhưng nó không giải quyết được cái vấn đề là con hư đúng không? Mọi người cứ thử đánh con xem lần sau nó có làm thế không? Nó chỉ sợ, nó làm nó giấu mọi người thôi. Nó chỉ khiến nó sợ thôi chứ không phải là sẽ khiến nó không làm cái việc ấy nữa. Nên mọi người cần hiểu là cái cây nào và cái hạt nào nó cần gieo khác nhau. Thì chúng ta cần loại bỏ cái hạt giống xấu này, giết côn trùng ấy. Thì nhiều khi mình cứ theo thói quen mình cũng giết đi, thực ra những cái con mà không làm hại đến mình thì thôi, mình hãy có thói quen tập dần dần là không 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 là giết những cái con đấy, những cái con kiến và những cái con gì nhỏ nhỏ ấy. Không vô tình giết thì thôi, nhưng mà nếu mà trong khả năng của mình thì nên nên giúp đỡ nó. Thì chúng ta sẽ gieo những hạt bảo vệ sự sống này bằng cách là chúng ta có thể đi trồng cây, hoặc chúng ta tham gia những cái quỹ trồng rừng, quỹ phóng sinh. Và chúng ta sẽ cố gắng trong khả năng của mình là không làm tổn thương các loại côn trùng và không không đánh con nhé mọi người. Không đánh con, đánh chồng nhé. Không đánh người khác, đánh người khác là đang gieo hạt làm hại cuộc sống. Cái hạt giống xấu cần loại bỏ tiếp theo là có thái độ hời hợt vô tâm khi người thân xung quanh đau ốm. Thì mình không biết mọi người sao chứ em cũng có cái hạt này. Tức là nhiều khi mình rất là hời hợt và vô tâm khi những người xung quanh họ đau ốm ấy. Thế nên là chúng ta cũng gieo hạt giống tốt bằng cách là thường xuyên quan tâm, gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, chú ý quan sát những người xung quanh mình, hàng xóm như thế. Cái mùa Covid này rất là nhiều mọi người ạ. Nhiều khi là mình thấy những cái người xung quanh của Covid thôi kệ họ, kiểu như là tránh càng xa càng tốt đúng không? Nhưng mà hãy, nếu mà hàng xóm của mình mà có những người hoặc những người nào mình nhìn thấy xung quanh này, hãy gọi điện hỏi thăm, hãy gọi điện hỏi thăm và xem mình có thể giúp họ cái gì không. Đấy cũng là gieo hạt bảo vệ sự sống, gieo hạt sức khỏe cho mình. Và cái mùa Covid này đúng là có rất nhiều mảnh đất màu mỡ cho chúng ta gieo. Là hạt giống xấu cần tiếp theo là thái độ tiếc khi cho người khác đồ ăn ngon. Khi mà mình có cái đồ ăn ngon ấy, mình hay tiếc khi cho người khác. Thì chúng ta hãy gieo cái hạt giống tốt là thường xuyên mua đồ ăn dinh dưỡng biếu người thân, chia sẻ đồ ăn ngon với người khác với tâm hào phóng. Quan trọng ban đầu là cái tâm của mình nhé. Hãy chia sẻ đồ ăn ngon với người khác, đồ ăn dinh dưỡng. Mình có đồ ăn dinh dưỡng mình biếu người khác thì mình cũng nhớ ở cái phần này là mình không cho con, tức là mình sẽ không tập cho con mình thói quen ăn những cái snack, những cái đồ ăn nó không dinh dưỡng ấy, bim bim các thứ đó. Thì mình gieo những hạt đấy và mình sẽ biếu, đồng thời là mình sẽ biếu những đồ ăn dinh dưỡng cho những cái người khác, thì mình dần dần mình sẽ nhìn thấy là con mình nó sẽ thích ăn những cái đồ ăn dinh dưỡng và bản thân mình cũng thế. Thì mọi người hãy nhớ cái điều đấy. Thái độ ganh tị khi thấy người khác có cơ thể khỏe mạnh tương đối nhá. Nhiều khi là mình thấy người khác show những cái ảnh kiểu khỏe mạnh lên ấy và rất là đẹp lên ấy, mình lại thấy có cái thái độ ganh tị khó chịu, nghĩ người này đi thẩm mỹ, người này đi đến này đi kia đúng không? Thì hãy tập cách là vui mừng khi thấy những người xung quanh họ khỏe, họ đẹp. Cái hạt giống đến, nếu mà mọi người muốn có vẻ đẹp, nhiều người là muốn có cái vẻ đẹp bên ngoài này, nhiều người đi thẩm mỹ đúng không? Nhưng mà thẩm mỹ nó chỉ là cái cách thông thường thôi. Nhiều người đi thẩm mỹ thì đẹp lên, nhiều người đi thẩm mỹ thì xấu đi đúng không?
thì để nói cái hạt giống cho cái vẻ đẹp bên ngoài ấy, thì đến từ cái sự người không không giận dữ, cái vẻ đẹp thực sự đến từ cái việc mình bị gieo hạt không giận dữ, thì mình tập thói quen mình không giận dữ với những cái điều xung quanh, từ những cái điều nhỏ thôi, dần dần mình sẽ thấy mình đẹp lên, mình sẽ thấy những người xung quanh cũng thấy mình đẹp lên. Ok. À, có một cái hạt giống mọi người rất hay bị gặp phải này, sử dụng điện thoại khi lái xe. Cái hạt giống này nó nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ gây ra những thứ nó rất là nguy hiểm. Tức là mình sử dụng điện thoại khi lái xe là mình đang gây nguy hiểm cho cuộc sống của mình và những người xung quanh. Thì để quả quả nó sẽ đưa đến là gì? Ví dụ như là chúng ta sẽ gặp những cái tình huống mà gây nguy hiểm cho mình và những người xung quanh. Ví dụ như là đơn giản như là coronavirus này, COVID-19 này. Thì ở trong một cái bài em thấy nói là chúng ta sẽ bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhỏ của nhiều người, nhưng mà của nhiều người cộng lại nó tạo ra một cái sức mạnh như thế, tạo ra một cái quả như thế. Thế nên là nó cũng chỉ là cái người đưa thư thôi mà. Thế mình phải tìm lại, truy tìm lại, thám tử truy tìm lại những cái dấu vết của mình. Và chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại khi lái xe và không uống bia rượu khi lái xe nữa. Thì hãy nhớ hành động rất là nhỏ, nó sẽ tạo ra cây rất là to. Trì hoãn việc vệ sinh và bảo vệ môi trường sống này. Em hay lười dọn dẹp lắm, hôm qua phải dọn dẹp rồi. Mình hay trì hoãn cái việc dọn dẹp nhà cửa này, xong rồi thì giúp đỡ người khác cũng thế. Thì mình hãy nhớ cái cách cài chủ đích trong mọi việc mình làm nhé. Tức là khi mà mình chăm sóc sức khỏe cho người khác, những người xung quanh bằng cách nào? Mình đi nấu cơm này, mình dọn dẹp, mình rửa bát cũng vẫn là mình chăm sóc sức khỏe cho chồng mình, con mình đúng không? Nhưng mà phải nhớ nhớ cái bước đầu tiên ấy là mình phải cài chủ đích. Tại vì chúng ta là một người mẹ, chúng ta sẽ hàng ngày chúng ta làm rất là nhiều thứ. Thế nhưng quan trọng là chúng ta quên cả chủ đích. Quên cả chủ đích thì thế nào? Chúng ta không nghĩ là chúng ta đang đang gieo hạt, chúng ta đang làm cho mọi người đến gieo hạt, nên là chúng ta bắt đầu khó chịu. Ôi giời ơi, đã dành thời gian để nấu cơm, để dọn dẹp, để rửa bát, thế mà không không hỗ trợ người ta để làm bao nhiêu việc, thế mà không ăn nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ gieo cái sự khó chịu, bực bội trong lúc chúng ta làm, chúng ta nghĩ là chúng ta đang làm cho người khác. Nhưng mà nếu chúng ta cài chủ đích, à hôm nay tôi muốn có cái hạt sức khỏe này, tôi muốn có cái hạt này, tôi đang gieo cái hạt này, thì mình sẽ làm bằng một cái thái độ vui vẻ, bằng một cái thái độ vui vẻ. Mình đang làm gọi là làm cho người khác, nhưng thực tế là mình đang làm cho chính mình. Thì nếu mà chúng ta nhớ được cái cài chủ đích này, thái độ chúng ta sẽ thay đổi, và khi thái độ của chúng ta thay đổi thì cái hạt chúng ta nó có sức mạnh. Chứ còn chúng ta vẫn làm những cái việc đấy mà chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta đang làm với người khác ấy. Xong rồi mình khó chịu, mình không có thời gian mình ngồi học này, mình khó chịu mình không có thời gian là mình làm những cái việc mình thích này, thì là cái công việc đấy chúng ta vẫn phải làm, chúng ta còn gieo xuống những cái hạt xấu mà. Nên hãy nhớ cài chủ đích cho những cái việc mình làm. Hạt giống tiếp theo này, lười tập thể dục, trì hoãn này, không chăm sóc sức khỏe bản thân, thức khuya này. Đó, thì mình không chăm sóc sức khỏe bản thân mình ấy, cũng chính là mình đang 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 phá hoại sự sống. Bản thân mình cũng là một cái sự sống mà. Nên là mình hãy tập yoga này, rồi thì hãy đi ngủ đủ đủ đúng giờ này, truyền động lực để người khác được cùng tập. Cái hạt giống sức khỏe nó còn liên quan đến có những cái hành động rất là nhỏ liên quan cái lối sống của chúng ta này, lối sống liên quan đến bảo vệ môi trường đấy. Chúng ta dùng túi ni lông đồ nhựa một lần, lãng phí tài nguyên, đó là những cái việc rất rất nhỏ hàng ngày thôi. Mọi người có thể bỏ bớt đi một cái túi ni lông chẳng hạn, bỏ bớt đi một cái đồ nhựa dùng một lần, mỗi ngày một hạt ấy thôi, chúng ta cũng sẽ ghi ra để chúng ta theo đuổi lối sống giảm sử dụng này. Thì là chúng ta sẽ có vừa bỏ được cái hạt xấu, chúng ta sẽ gieo được những hạt tốt, đồng thời ngăn cản người khác chăm sóc người ốm người bệnh này. Nhiều khi là những người xung quanh mình muốn đi chăm sóc người này ốm người bệnh mình hay cản ấy, thì bây giờ mình phải đổi bằng cách là mình khuyến khích mọi người chăm sóc sức khỏe cho người khác, tạo điều kiện giúp họ để chăm sóc người ốm người bệnh. Mình nhớ quan trọng là cả chủ đích của mình ấy. Thì những cái thứ mình đang làm trong hàng ngày này thì mình sẽ thấy là nó đều có giá trị và đều là những cái hạt giống để mình có thể gieo. Ăn nhiều thịt động vật cũng làm cái hạt giống nó làm tổn hại cho cái sức khỏe của chúng ta. Và không phải là hạt giống mà nói thế đâu nha, mà rất nhiều cuốn sách về sức khỏe của mọi người đọc ấy, thì đều nói là cái việc mà chúng ta ăn thịt động vật ấy, nó làm cho sức khỏe chúng ta có những cái bệnh, mọi người có thể đọc cái cuốn
China Study là cái cuốn dinh dưỡng sức khỏe toàn diện này. Có nói phân tích rõ ràng là việc ăn thịt động vật là dẫn đến những cái bệnh gì đó. Là nghiên cứu khoa học nó 40 năm, nghiên cứu 40 năm trên người dân Trung Quốc đó. Thì mình có thể sống tốt nên cần treo là giảm bớt ăn thịt động vật. Tại vì nói gì thì nói là nó là cái tập quán của mình rồi. Mình chỉ có thể giảm bớt thôi, nhưng để giảm hẳn thì chắc là chưa, không biết mọi người nào, nhưng em chưa làm được. Ok, đấy là những cái hạt giống cho sức khỏe. Ra xong phần tiếp theo là những hạt giống cho cái mối quan hệ. Ai mà muốn đạt được cái mối quan hệ hoàn hảo với chồng mình, với con mình, với những cái người xung quanh của mình, với cha mẹ mình, gia đình, bạn bè hàng xóm, tức là những cái nơi nào mình đến ấy, đều có mối quan hệ hòa hợp, thì mình cần phải loại bỏ những hạt giống gì, mình cần gieo những hạt giống gì. Đó, thì mọi người xác định mục tiêu của mình bằng cách là mình có mối quan hệ với ai như thế nào trong năm mới, mình muốn có mối quan hệ như thế nào, thì chúng ta cần phải gieo những hạt giống gì. Thì đây chính là cái bộ hạt giống mà chúng ta cần phải làm. Cái hạt giống của mối quan hệ nó liên quan đến cái việc hạt giống số 3 là tôn trọng mối quan hệ của người khác. Thì cái hạt giống xấu của mình là mình đã không tôn trọng mối quan hệ người khác, người để ý người khác, người tán tỉnh người khác này. Cái nặng nhất của cái này là ngoại tình này. Thì cái không tôn trọng mối quan hệ của người khác ấy, thì nó sẽ dẫn đến là cái mình không có mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Thì mình cái quan trọng của mình, kể cả mọi người để ý trên Facebook nhá, nói những lời bâng khuâng hoặc là mọi người nhìn nào nhá, như em mà nhìn thấy ảnh ảnh trai đẹp mà vẫn sáng cả mắt lên thì ở đấy mình cũng phải sửa dần dần. Thì em mới học cách tôn trọng mối quan hệ của người khác. Ok, có thể hạt giống số mình muốn rẽ theo này, chia sẻ mối quan hệ của người khác. Mình lấy khách hàng từ người khác, mình thấy người khác comment mua hàng ngày này, mình nhảy vào mình bảo mình có sản phẩm đấy, mình lấy hàng của người khác, rồi mình phản đối cái mối quan hệ của người khác, như là phản đối ai đó yêu nhau ấy. Mình cũng là ui không được, tuổi này tuổi kia không được, hoặc là con bé này mới thằng lấy nhà mình không được. Đấy chính là cái hạt giống chia sẻ mối quan hệ của người khác. Thì mình biết nó là cái hạt giống xấu rồi, nó sẽ khiến mình có mối quan hệ không tốt đẹp với những người xung quanh rồi, thì mình cần phải bỏ, mình cần phải gieo những lời nói ái ngữ và dừng việc gieo cái chia sẻ mối quan hệ người khác. Nếu mà mình phản đối thì mình có thể là mình nhìn nhận mọi việc theo một cái cách khác thôi, chứ còn cái việc phản đối của mình có thể ngăn hai người đấy không đến được với nhau ạ, chưa chắc, nó như kiểu cái cách thông thường ấy. Thế nên là tại sao mà mình phản đối một cái điều mình muốn gieo một đúng một cũng xấu. Nên là hãy học cách bầu bạn lắng nghe để có được cái góc nhìn khác, cũng không phải tự nhiên mọi thứ hiện ra của mình mà. Ok, cái thói quen hạ xấu tiếp theo là ganh tị, nói xấu người khác này. Mình không nhìn họ như hiện tại, mình chỉ nhìn họ với những cái lỗi lầm trong quá khứ. Mình cần phải sửa cái đấy, mình cũng giữ chính miệng và quan sát mọi người như họ đang là. Nhiều khi là một người có cái lỗi gì ấy, mình cứ gắn họ cái lỗi đấy luôn, tự động luôn. Nhưng mà nhiều khi là họ đã sửa rồi, họ không còn như thế nữa, hoặc là họ ở trong cái giây phút hiện tại này họ không phải là như giây phút mình trước kia. Nhưng mà như kiểu mình cứ nghĩ họ là cái cây bút đấy, nhưng họ đã gieo những hạt giống mới để họ trở thành thành cái quyển vở rồi chẳng hạn. Nhưng mình cứ nhìn họ là cái cây bút đi thôi. Thế nên là chúng ta hãy cũng tập nhìn họ như họ đang là. Hạt giống tiếp theo là dễ khởi tâm nghi ngờ, suy đoán những lời gây chia sẻ mối quan hệ người khác, phán xét chỉ trích khi thấy người khác khác mình. Cái điều này ví dụ như là thấy người này tự nhiên có được cái này cái kia, xong mình nghĩ ôi chắc là họ phải làm cái này họ làm cái kia rất là xấu họ mới có được cái này, đúng không? Họ có mối quan hệ như thế này như thế kia với người khác là mình chắc là thế này thế kia, tức là mình cứ suy đoán ấy. Trong đầu mình cứ nảy lên những cái suy đoán đấy và mình phán xét, mình chỉ trích họ. Mình thực ra mình có biết đâu, mình chỉ nhìn thấy một hai hình ảnh mình nghĩ đoán thế, nhưng mà có mình có phải thực sự mình nhìn thấy họ làm gì đâu. Không biết mọi người nào, như em hay mắc cái hạt xấu này kinh khủng. Mình phải học dần cách là suy nghĩ kỹ trước khi nói cái điều gì, mình chỉ nói cái điều mà mình
mình thật sự biết không? Nhiều khi mình nhìn thấy thế nhưng nó còn chưa phải là thế. Mình nhìn thấy một người mà họ họ đang làm cái điều xấu, nhưng mà có khi cái động cơ đằng sau của họ nó là khác. Mình chưa, mình đã đổ cho họ như thế rồi. Nên là hãy suy nghĩ, hãy bớt tám chuyện nói xấu sau lưng người khác. Mình hãy bớt những cái điều đấy, cái hạt đấy mình hay gặp lắm. Ok, hạt tiếp theo là chưa quan tâm gọi điện hỏi thăm bố mẹ, anh chị em trong gia đình, thì hãy dành thời gian hỏi thăm những cái người xung quanh mình để mình có mối quan hệ tốt đẹp, mình tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người dân xung quanh. Không lắng nghe và muốn kiểm soát chồng con, cái này mình hay gặp lắm này. Mình có mối quan hệ tốt đẹp mình chỉ bằng cách tự nguyện đó mọi người, nhưng mà tốt đẹp mình cứ kiểm soát người khác thì sẽ có mối quan hệ tốt đẹp đâu. Không biết mọi người như thế nào, nhưng mà em hay đợt trước là hay kiểm soát lắm, muốn chồng muốn con phải theo ý mình thì mình không lắng nghe, mọi người nói mình không lắng nghe. Thì cái này nó không đưa đến cái việc mà chúng ta sẽ có được chồng và con lắng nghe đúng không? Chúng ta chỉ đưa đến việc là chúng ta sẽ bị người khác kiểm soát thôi. Đó, thế nên là muốn chồng mà, mọi người muốn chồng và con lắng nghe mình ấy, thì mình phải đi lắng nghe người khác. Thì mình sẽ thấy những người xung quanh lắng nghe mình. Thì hãy dành thời gian chơi với con và lắng nghe chồng, lắng nghe con, không phán xét. Nhiều khi chưa nói hết câu mình đã bảo, ôi cái này không được, ôi cái kia không được. Đó, đó không phải là lắng nghe. Hãy là tập lắng nghe mà không phán xét. Tiếp theo là nói xấu khó chịu khi thấy người khác có mối quan hệ tốt đẹp này. Thì mình hãy học cách vui mừng khi thấy những người xung quanh có mối quan hệ tốt đẹp, khi những người xung quanh có vợ, chồng, có mối quan hệ tốt đẹp, từ khi có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ, bố mẹ của họ. Mình hay nói xấu khó chịu và chắc làm ảnh làm màu ở trên mạng ấy thôi, chứ còn ngoài đời ngoài đời làm sao mình thế được. Mình cứ nói xấu kiểu đấy, nhất là với những cái diễn viên người mẫu nổi tiếng thì mình hay thế lắm. Thế mình phải tập, mình bỏ cái thói quen đấy, bỏ cái thói quen nói xấu khó chịu khi thấy người khác có một quan hệ rất đẹp. Không phải ngẫu nhiên hàng trăm ngôi sao người mẫu tự nhiên mình nhìn thấy ảnh cái cặp đôi đẹp này, hãy vui mừng khi nhìn thấy những điều đấy. Mình sắp có cái điều đấy rồi. Thì tưởng tượng như mọi người mua một cái xe ấy, muốn mua một cái xe nào đấy, xong mọi người đi trên đường người chỉ nhìn thấy cái xe ấy rồi. Thì tương tự như thế, khi mà mọi người mà chỉ nhìn thấy những cái cặp đôi hạnh phúc thì mọi người cũng rất hạnh phúc thế rồi. Cũng như cái đôi này thế này, vui mừng vì họ cũng chính là chúng ta. Vì những cái xe đang đi kia sẽ này biến thành cái xe của mình. Hãy vui mừng vì cái điều đấy. Đừng khó chịu. Khó chịu là bắt đầu lại giải đinh trên đường để cái bác lữ thư bác không đến được đấy. Khó chịu là giải đinh đấy. Ok, đổ dầu và lửa tham gia vào chuyện của người khác khi muốn nghe thông tin một chiều. Nhiều khi là những cái người mà họ đang tức giận, xong mình còn đổ dầu và lửa. Đúng. Thế xong em thì mình làm như thế là sao? Mình khiến người khác họ càng tức giận hơn. Thì là mình gieo một giỏ hạt giống. Nên là mình kể cả mình, ví dụ mọi người thấy khi ai mà đang đánh ghen hoặc là những có những cái chuyện, ví dụ như là mình bảo úi dồi thế bỏ ngay, kiểu như thế. mình cái chị đấy mình bỏ mấy đời mấy kiếp rồi, kiểu như thế. Thì những cái hành động đấy gọi là đổ dầu vào lửa. Thì chúng ta hãy thay đổi bằng cách là giúp những người có vấn đề trong mối quan hệ của họ là bình tĩnh, lắng nghe và gắn kết. Chúng ta phải đổi cái bộ hạt giống xuống đi, đổ lỗi phàn nàn vì những người xung quanh là mình khó chịu này. Thì mình hãy bằng cách là luyện tập dự thế giới quan đúng đắn, chịu trách nhiệm và khen ngợi, tìm những cái điều tốt đẹp của người khác để khen ngợi. Mình đổ lỗi, mình phàn nàn vì những người xung quanh là mình khó chịu ấy, vì là mình đang gieo những cái hạt giống khó chịu với những người xung quanh ấy. Ok, em mới đến với cái bộ hạt giống tiếp theo là cho mục tiêu sự nghiệp. Những hạt giống nào để tôi có được cái công việc mình yêu thích và tạo ra giá trị cho người khác? Ở đây có ai muốn, có đang làm cái công việc mà mình không thích xong rồi thì mình muốn mình chuyển sang cái công việc mình thích không? Ta vẫn nấu cơm bố mang đi hả? Có ai đang làm cái công việc mà mình không thích mà muốn chuyển sang công việc mình thích không? Đó, thì chúng ta cần gieo những bộ hạt giống ở đây. Đầu tiên là chúng ta có hạt giống xấu, nhưng mọi người nào như là chán ghét, không tôn trọng cái công việc hiện tại của mình. Mình nghĩ công việc hiện tại mình rất là tồi tệ, mình muốn chuyển đi, mình ghét cái công việc ấy. Mình, đấy là cái hạt giống xấu cần bỏ. Mình ghét cái công việc đấy,
tức là mình vẫn còn khó chịu với cái điều đấy, tức là mình vẫn còn phải học, trong khi mình thực sự mình thấy biết ơn, mình trân trọng công việc đấy. Như kiểu cái con người khó chịu thế, khi mình biết ơn mình trân trọng họ thì họ sẽ biến mất. Khi mình biết ơn mình trân trọng công việc ấy, thì cái công việc đấy nó mình sẽ nhanh chóng chuyển sang cái công việc mình yêu thích. Thế nên là hãy dừng cái việc chán ghét, xong rồi mình suy đoán, mình tìm lỗi mặt trái trong công việc. Hãy thay đổi bằng cách là ghi nhận, tìm kiếm công việc tốt của những người, những điểm tốt trong công việc của người khác. Mình còn trì hoãn các công việc hiện tại này, không làm đúng thời hạn này, mình khó chịu khi bị người khác nhờ vả trong công việc này, một chỗ là giống xấu hơn. Mình coi thường, mình gọi ước mơ của người khác là viển vông không thực tế này. Nhất là với trẻ con ấy, vì nó ước cái này cái kia thì ôi vớ vẩn. Nên là mình mà làm thế tức là mình đang coi thường ấy, coi thường ước mơ của khác, và người khác sẽ coi thường ước mơ của mình, rồi nó còn lâu nó mới thành sự thật được. Mình giải đinh mà, giải đinh cho người đưa thư mà. Mình chỉ thích làm việc mình thích, không muốn làm việc mình không thích, tùy theo cảm xúc ấy. Nhưng mà thích thì mình làm, không thích thì thôi. À, mình còn tránh né những công việc mà không ai muốn làm, như là rửa bát dọn dẹp. Nếu mà mình muốn làm những cái công việc mình thích ấy, thì mình phải chủ động làm những cái công việc mà mọi người không thích. Để sao? Và khi mình cài chủ động, mình chủ động làm những cái việc đấy ấy, thì mình làm một tâm thế vui vẻ. Để mình sắp được làm cái việc mình thích rồi, mình phải gieo hạt là mình làm những việc mọi người không ai thích cả, để sau này mình sẽ được tạo điều kiện mình làm những cái công việc mình yêu thích. Thế nên là mình rửa bát, mình dọn dẹp, mình cọ toilet ấy, những công việc ngoại thích, thì hãy cài chủ đích à, mình làm cái này để mình được làm công việc mình yêu thích. Thì khi mình cài chủ đích như thế là mình sẽ vui vẻ, đúng không? Vừa rửa bát vừa hát là la la luôn, không cằn nhằn, không cằn nhằn nữa. Chưa dành nhiều thời gian quan tâm đến nhu cầu người thân xung quanh, tránh né tham phiền vì việc phải để ý và giúp đỡ họ. Đó. Thì mình hãy gieo những hạt giống tốt ở bên cạnh. Ở bên cạnh đó thì hãy vui mừng khi thấy người khác có công việc họ yêu thích. Hãy hỗ trợ những người khác, khơi gợi ước mơ mục đích sống của mọi người qua những cái câu nói trích dẫn, bài viết giá trị, bộ phim hay. Mình nhiều khi mình có Facebook đúng không? Mình cứ đăng những cái thứ gọi là như vừa nãy là vi phạm cái hạt giống của mối quan hệ, nói chuyện tào lao ấy, nói những cái điều không có ý nghĩa. Thì mình hãy sử dụng Facebook mình cũng là một cái công cụ để mình truyền thông như thế, chỉ nói những cái điều mà có giá trị, những điều có giá trị với mọi người, với mình, những thứ hay ho. Mình ở trên Facebook mình còn gieo một rổ hạt giống xấu nữa thì không biết lúc nào cái cây của mình nó mới đến được, cái bác đưa thư, bác mới đến đưa thư cho mình được. Ok, tiếp theo là cái sự bình an trong tâm hồn. Cái sự bình an trong tâm hồn liên quan đến đời sống tinh thần ấy. Nhiều người á, họ có tiền, họ có sức khỏe nhưng họ vẫn không cảm thấy bình an. Thì mình phải có cái hạt giống cho sự bình an đấy. Thì theo mọi người là nếu mà mình muốn có bình an trong tâm hồn thì mình sẽ làm thế nào? Mình cần gieo hạt giống gì? Theo mọi người. Bước đầu tiên là điều mình muốn, đúng không? Bước thứ hai là gì ạ? Mọi người muốn gì ở đây? Mọi người đang muốn gì đây? Ta đang muốn một cái gì? Mọi người cũng mong muốn. Thế thì theo mọi người là muốn sự bình an thì chúng ta sẽ gieo hạt giống gì ạ? Nói lời tử tế em. À, đúng rồi. Nói lời áo ngữ sống tử tế. À, đúng rồi ạ, chính xác đấy ạ. Nếu mà mình muốn có sự bình an ấy, thì mình hãy tử tế với những người xung quanh mình. Nghe này, những hạt giống xấu cần loại bỏ này. Chúng ta hãy cái hạt giống tốt chúng ta cần gieo là chúng ta hãy thiền định, tập cách ngồi im lặng ấy, để cho mình có thể có cái sự bình an. Thế nhưng mà nhiều người không ngồi thiền được đâu, tức là mình ngồi xuống im lặng không ngồi được thì cứ bị những người xung quanh làm phiền. Vì sao? Vì chúng ta đã gieo những hạt giống và chúng ta lấy năng lượng của người khác. Chúng ta liên tục nhờ vả người khác những cái việc mình có thể làm được ấy. Nên mình lấy năng lượng của họ cho những cái việc mình có thể làm được, xong làm họ bị tụt mút. Họ đang nói cái gì làm họ tụt mút. Đấy chính là chúng ta lấy năng lượng của người khác. Nên là hạt giống xấu là chúng ta luôn nghĩ mọi tình huống theo cái hướng tiêu cực ấy. Rồi hả hê khi người khác, tức là những người mình ghét gặp vấn đề,
gọi họ đáng đời. Đổ dầu vào lửa người ta có vấn đề đấy, nhiều khi là mình muốn có sự bình an đúng không, nhưng mà thấy người khác có vấn đề đáng đời cái thằng đấy, nó bị thế là đáng lắm này kia đúng không, thì những cái hạt giống đấy là nó khiến người ta không có sự bình an trong tâm hồn. Hãy cầu nguyện cái điều tốt đẹp cho người khác, tìm cái điều tốt đẹp của người khác để ghi nhận. Những cái khác này chúng ta phải rất là trực quan này, đọc tin tức giật gân, xem phim ma, phim trinh thám, sau đó mình kể cho người khác. Nhiều tin tức giật gân đúng không, báo thì nó hay có những cái tin cướp giết hiếp, mình cứ đọc cái xong rồi mình còn đi kể cho người khác nữa, thì mình cứ lan truyền cái sự lo lắng bất an cho người khác đúng không, làm cho người khác lo lắng bất an. Nên liên tục kể thế là những cái người xung quanh chúng ta cũng bị bất an, những cái người xung quanh chúng ta cũng bị bất an, nên là chúng ta phải đổi, chúng ta phải đổi, chúng ta không đọc báo lá cải, không tức giật gân nữa, chúng ta chọn lựa những cái điều của chúng ta tiếp xúc, cái than phiền kể lể với người khác này, khi mình kể về những cái điều mà mình lo lắng ấy, mà mình bảo ôi chán quá, sống chẳng có mục đích gì cả, mình cứ trôi qua thế, là người thân của mình cũng lo lắng đúng không, rồi bạn bè của mình thấy mình than phiền đấy, họ cũng lo lắng, nhưng mà mình làm cho người khác lo lắng làm sao mình có sự bình an được. Nói chuyện linh tinh, nói điều vô nghĩa này, hù dọa làm người khác lo sợ này, dọa ma này, dọa con này, không ăn thì công ăn bắt này, đó đó những cái thứ nó rất là nhỏ như thế thôi, nhưng mà nó chính là cái hạt giống cho cái sự bình an mà chúng ta gieo cái điều ngược lại. Chúng ta làm cho người khác lo lắng, làm cho người khác bất an thì không thể nào chúng ta có một cái sự bình an được. Chúng ta khuyến khích người khác này, đánh ghen này, trả thù này, những cái điều này nó rất dễ gặp đúng không, hoặc là ngăn cản, không tạo điều kiện cho người khác, rồi ghen ghét, rồi mong cái điều xấu sự đến với người, những cái người mình không thích ấy. Đó thì mình luôn muốn người khác bất an, bất ổn, lo lắng, làm sao mình có sự bình an được, thì hãy gieo những hạt giống ngược lại cái điều này. Ok, những sang phần tiếp theo là những hạt giống sự phát triển bản thân, cái bộ hạt giống cuối cùng đấy. Mọi người thấy là nhiều khi mà mình có mục tiêu phát triển bản thân ấy, mình muốn học thêm kỹ năng ngôn ngữ gì thì mình cứ liên tục mình bị trở ngại, mình không học được, mình không đọc sách được, mình không dậy sớm được này, rồi thì mình bị những cái người xung quanh, ví dụ như con, mấy con ốm, những cái yếu tố xung quanh nó cứ liên tục nó cản trở mình ấy, thế mình không làm được những cái điều này. Mình biết là học thêm nó sẽ rất là tốt, mình nhiều khi mình cứ bị trì hoãn trong người, không hiểu sao có cái gì trong người nó cứ trì hoãn, nên là mình cần gieo những hạt giống cho sự phát triển bản thân. Mình gieo hạt giống sự phát triển bản thân bằng cách là mình cứ cứ hay bị mất tập trung khi mình làm việc ấy. Mình làm việc theo cảm hứng rồi mình sa đà vào mạng internet, mình ganh tị khi thấy người khác cũng không tinh tấn như em mà bị cái này nữa này, thích xem phim ngôn tình Trung Quốc, Hàn Quốc cũng bị chìm đắm vào đấy luôn, không để ý gì xung quanh, thích xem phim thế khổ thế, mà biết thừa là nếu mình làm cái này là mình không có thời gian để phát triển bản thân rồi, nhưng mà vẫn xem, rồi đổ lỗi phàn nàn khi mọi chuyện không như ý này, trì hoãn cái việc học những cái thứ có giá trị đấy. Đấy chính là những cái hạt giống xấu mình đã gieo khiến mình không thể tập trung khi mà mình, kể cả nhá, không có điều kiện thuận lợi, không bị chồng con làm phiền, nhưng mình ngồi mình học mình không học được thì sao, mình đã gieo rổ hạt giống mất tập trung với người khác rồi, bây giờ ngồi không làm được, mình cứ chìm đắm vào những cái thứ mình biết là không tốt nhưng vẫn bị chìm đắm, nên là hãy đổi bằng những thói quen nó đúng ngược lại, chia sẻ những cuốn sách giá trị, nói điều có mục đích, có ý nghĩa với người khác thì chúng ta sẽ có được cái sự tập trung. Ok, thì đây chúng ta sẽ có cái phần bài tập sau khi chúng ta có cái bộ hạt giống rồi đúng không? Thì chúng ta hãy dành thời gian nhìn lại cho mình. Điều đầu tiên là chúng ta phải xác định cái tình trạng hiện tại của mình. Mình đang có những vấn đề gì? Mình đang đứng ở đâu? Ví dụ mọi người nói là tôi đang có cái vấn đề trong cái việc tài chính, như là vấn đề của mối quan hệ với bố mẹ. Đó, thì mọi người cần phải xác định là mình đang có những cái gì mà mình gọi là vấn đề. Và con mình không nghe lời này, thì mình xác định cái vấn đề của mình trước, tức là mình đang có những cái quả gì mình xác định trước đấy, mình phải xác định những cái quả mà mình đang có trước, mình gọi là vấn đề ấy. Thứ hai là mình phải xác định cái mục tiêu của mình, mục tiêu của mình là gì, ví dụ tôi đang đứng ở đây nhưng mà tôi muốn đi đến 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 thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn đấy, thì mọi người hãy nói là mình muốn điều gì, hãy xác định cái điểm đến cho mình đang đứng ở đây, mình biết mình đang đứng ở đây rồi, mình cần đi đến đâu, mình biết mình cần đi đến đâu,
Thứ ba là chúng ta cần xác định nguyên nhân. Chúng ta hãy như những cái vị thám tử ấy, hãy soi bắt đầu tại sao nguyên nhân mà tôi đang đứng ở đây, tôi đã gieo những hạt giống xấu gì, tôi cần gieo những hạt giống tốt nào. Tôi đã gieo những hạt giống xấu gì, tôi cần gieo những hạt giống tốt nào. Sau đó là đến bước thứ tư là chúng ta cần hành động, chúng ta cần dừng hạt xấu và gieo hạt tốt. Thì mọi người hãy dành thời gian để nhìn lại cái này, chúng ta phải là những cái vị thám tử cái bộ hạt giống như em nói, nhưng không phải tất cả mọi người đều bị tất cả những cái hạt giống xấu đấy. Mọi người cần xem lại những cái hạt giống xấu nào mình bị và chọn lựa những cái hạt giống mà mình hay bị nhất, hạt giống mà nó ngăn trở thành công của mình ấy, để mình có thể dành thời gian mình sửa, mình dừng gieo những hạt giống đấy. Và ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến những phần công cụ hỗ trợ để mình đạt được gieo hạt, để đạt được mục tiêu. Thì cái công cụ đầu tiên là chúng ta cần giữ cái thế giới quan đúng đắn, tức là chúng ta luôn phải nhớ là mọi thứ đến từ mình. Mình nhớ là cái buổi chia sẻ hay ấy, nó đến từ mình, thế nhưng mà ông chồng đến từ phía ông chồng, thế là mình chưa chưa có thế giới quan đúng đắn, đúng không? Mình hãy chăm bằng cách là kể câu chuyện cái bút cho người khác, giúp người khác biết về cái việc gieo hạt, thì hãy kể cho họ. Cái công cụ thứ hai là mình cần có một cái cuốn sổ gieo hạt. Cái cuốn sổ gieo hạt như hôm trước em có chia sẻ, cuốn sổ của Montin ấy, có phần cuối là cái to-do list. To-do list chính là để mình ghi những cái việc mình đã làm vào, để mình thiền cà phê về những cái việc đấy. Thì mọi người hãy có một cuốn sổ cho mình, để mình ghi những cái việc mình làm trong ngày, mình có chủ đích ấy, mình ra chủ đích rồi mình ghi những việc mình làm trong ngày ra. Và sau đó là buổi tối trước khi đi ngủ, nhớ là phải thiền cà phê, nhớ là phải nghĩ về những cái điều đấy. Mình hãy chìm khi đi ngủ, mình chìm vào những cái điều tốt đẹp mình đã làm trong ngày, để mình tưới nước và mình cho nó phát triển nảy nở trong lúc mình ngủ, nó phát triển một cách nhanh chóng những cái hạt giống tốt đấy. Chứ còn một ngày mọi người gieo hàng tỷ, hàng trăm nghìn hạt giống ấy, mọi người mà không chú tâm với hạt nào thì hạt nào nó thích nở thì nó nở, mà thường là mình cứ hay nghĩ về vấn đề của mình hơn là nghĩ về những cái việc tốt. Nên là hãy có cái thói quen viết cái sổ gieo hạt này bằng cách là chính cái mục to-do list ở trong cái sổ của Montin ấy. Và em cũng chưa thấy có cái cuốn sổ nào khác mà nó có phần to-do list đâu, nhưng mà mọi người có thể tham khảo. Ok, tiếp theo là mình cần có cái gì ạ? Mình cần có bạn, mình cần có đội nhóm, là những cái người mà luôn nhắc nhở mình thực hành sử dụng 4 bước, không chìm đắm vào thế giới quan sai lầm. Nhiều khi mình ngồi học ở đây với nhau mình nhớ thôi, thế nhưng mà khi mà bước ra cuộc sống ấy, cái thói quen phản ứng của mình nó đã có từ hàng chục năm trước rồi, bây giờ để nhìn mọi thứ nó đến từ mình nó khó lắm. Nên là mình không có bạn, mình không có đội nhóm và họ cùng thực hành cái 4 bước gieo hạt, họ đang thực hành để có cái thế giới quan đúng đắn ấy, thì mình rất dễ chìm vào cái thói quen là đổ lỗi phàn nàn, tại sao mà tôi lại rơi vào cái tình huống này, đúng không? Tại sao tôi lại gặp người này người kia, tại sao lại có những cái người khó ưa cứ đến trong cái cuộc đời tôi thế này. Thì mình cần những cái đội nhóm, mình cần những cái bạn gọi là bạn pháp để nhắc nhở mình thực hành sử dụng 4 bước và không chìm đắm vào cái thế giới quan sai lầm. Đây là cái công cụ hỗ trợ rất là mạnh cho mình ấy. Mình nếu mà không có bạn đi cùng thì mình sẽ rất dễ nản nản này. Bình thường nhớ thế thôi, xong lúc tức giận là vứt hết bút, vứt hết, chả nhớ cái gì cả nhảy nhồm nhồm lên là bắt đầu phản ứng ngay. Nên là mình cần rất cần cái đội nhóm. Và cuối cùng là mình cần những cuốn sách, mình cần những cuốn sách trí tuệ giúp mình có thế giới quan đúng đắn. Thì ở đây thì em cũng sẽ giới thiệu với mọi người là những cái tài liệu mọi người có thể học thêm về hạt giống. Cái buổi này em chỉ đi nhanh qua những cái hạt giống mà mọi người cần làm ngay. Thế nhưng mà để mọi người làm, mọi người cần có cái sự hiểu sâu về cái hạt giống đấy, nó đưa đến cái điều gì, thì mọi người thấy kết quả của nó mọi người mới sợ, mọi người mới mới biết là mình phải ngừng gieo những cái hạt đấy. Chứ còn nhiều khi mọi người chỉ nhớ là phải làm gì thôi, nhưng mà không biết là tại sao phải làm, thì chúng ta nhiều khi chúng ta không có động lực ấy. Thì nếu có thể được, mọi người hãy tham dự cái khóa học năng lượng kim cương VCI này. Cái khóa học này là nó sẽ có một kiến thức cơ bản về hạt giống, về cái hệ thống gieo hạt, thì rất là khuyến khích mọi người nên học VCI level 1, level 2, level 3, level 4. Và tiếp theo là những cái nếu mà mọi người chưa có điều kiện theo học thì mọi người có thể đọc những cuốn sách hay về hạt giống, cuốn sách quản lý nghiệp này mà hôm qua em có chiếu cho mọi người xem ấy,
là cái cuốn sách em có tóm tắt ở trên cái trang YouTube của em ấy, thằng SN, thì là cái cuốn quản lý nghiệp ấy nó rất là hay, nó rất là mỏng, nó rất là hay ấy. Ở cái cuốn thứ hai là cuốn năng lượng kim cương, nó sẽ đi sâu vào cái hệ thống hạt giống của chúng ta. Cuốn tiếp theo là cuốn nghiệp tình yêu, cái cuốn nghiệp tình yêu này rất là khuyến khích mọi người đọc nhé. Và có thể là trong đầu năm 2022 em có thể lập ra một nhóm để cùng nhau đọc cái cuốn sách này, vì nó là cuốn sách nó rất rất là giá trị, là cuốn sách rất rất là giá trị, và nó chúng ta cho chúng ta hết tất cả cái bộ hạt giống liên quan đến tất tần tật luôn, nó có 100 câu hỏi luôn. Thì cuốn sách về hạt giống rất là hay, và để có được những cái kiến thức năng lượng kim cương của những cái cuốn sách về hạt giống này thì có một cái người thầy rất là vĩ đại. Cái người thầy đấy đã viết ra những cuốn sách này, đã đưa cái hệ thống gieo hạt đến mọi người. Thì kể cả những cái hệ thống bài giảng của em trong 2 hôm vừa rồi là cũng dựa trên những gì mà người thầy đấy chia sẻ. Thì đó chính là cái thầy tiến sĩ Phật học GC Microt. Thì em để thầy trong slide để thể hiện cái sự biết ơn, vì hôm qua cũng là sinh nhật của thầy, và mình đã phát ước nguyện là mình dành toàn bộ cái công đức, dành toàn bộ cái công đức về cái việc chia sẻ trong 2 cái buổi này đến cho cái sức khỏe, cho cái sự trường thọ của thầy. Mong thầy có thể là tiếp tục chia sẻ những cái giáo pháp đó, những cái điều tốt đẹp ấy. Thực ra mọi người không cần phải theo thầy hay mọi người không phải theo một cái gì cả, nhưng mà mọi người chỉ cần biết đến cái hệ thống gieo hạt này thôi. Nhưng mà khi mà mình có một người thầy ấy, thì mình sẽ có những cái mục đích để mình hướng đến, có cái người dẫn đường với mình. Ok, thì tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với mọi người là, thế bây giờ nhá, mình đã có cái bộ hạt giống rồi, mình biết là những gì mình cần làm rồi, thì bây giờ một ngày mình cần phải làm những cái gì, thì em sẽ tóm tắt lại cho mọi người là một ngày mọi người nên làm những cái gì theo cái sự chia sẻ của em. Thì đầu tiên, cái một ngày chúng ta cùng gieo hạt ấy, thì đầu tiên là buổi sáng này, mọi người hãy nhìn lại cái mục đích của mình trong ngày, và mình nhớ là mình cần phải gieo những hạt gì, mình loại bỏ những hạt gì. Sáng sớm ấy, hãy nhớ nhớ những điều đấy. Và sau đó là cả ngày của mình, thì mình hãy cài chủ đích trong những việc mình làm. Cái điều này nó vô cùng quan trọng như em đã chia sẻ. Nếu mà mình không cài chủ đích, mình cứ gieo hạt lung tung, nó nở đâu thì nở, nó nở sân bê tông thì nở, nó nở ở cái mảnh đất màu mỡ nó nở. Rồi khi mình không gieo hạt ấy, vẫn là cái việc hàng ngày, mình còn khó chịu, mình bực bội khi mình làm cái việc đấy. Ví dụ nhé, mọi người đang cài đặt mong muốn mọi người có thể học cái buổi hôm nay, nhưng mà tự nhiên là chồng bảo đi chỗ này, con bảo đi chỗ kia, thế tức là cản trở mình đúng không? Mình khó chịu với cái việc đấy. Thay vì thế là mình chỉ cài chủ đích là, mình đang dành thời gian để đưa con chơi, mình dành thời gian mình hỗ trợ chồng đấy, thì là vẫn là cái việc đấy, nhưng mà mình có cái chủ đích nó khác hẳn. Khi mà mình có cái chủ đích nó khác thì cái hạt của mình nó sẽ khác, cái cây của mình không còn gieo ra rổ hạt xấu nữa. Ok, thì cái điều thứ ba, cái điều nó rất quan trọng là buổi tối chúng ta cần làm một việc rất quan trọng để tưới nước cho cái hạt giống của mình, là chúng ta cần ghi sổ cái to-do list, và sau đó là chúng ta hãy thiền cà phê. Chúng ta trước khi ngủ chúng ta hãy nghĩ những cái điều đó. Thì để kết thúc cái bài ngày hôm nay, thì có một cái câu nói của ngài Narayana lại cũng chia sẻ với mọi người: tiền đến từ việc cho đi, hạnh phúc đến từ sự tử tế, vẻ đẹp đến từ sự kiên nhẫn, khả năng lãnh đạo đến từ việc tận hưởng công việc của bạn, bình an đến từ trí tuệ, thiền định tự do đến từ trí tuệ, và tình yêu thương là thành quả của tất cả những mục tiêu này. Để em nói với mọi người là, khi mà em chia sẻ tất cả những thứ này với mọi người, em mới chia sẻ những thứ gọi là liên quan đến cái trí tuệ thôi. Mọi người có thể học rất là nhiều thứ hay ho, và sau đó là mọi người muốn áp dụng luôn với những người xung quanh của mình luôn. Mình thấy cái điều này hay quá, mình chia sẻ với họ, mình muốn họ áp dụng ngay, mình muốn họ gieo hạt, mình muốn họ làm thế này, mình muốn họ làm thế kia. Nhưng mà khi mọi người làm như thế là mọi người mới chỉ có một thứ thôi, tức là mình mới có trí tuệ, nhưng mình chưa tăng trưởng một thứ thứ hai, cũng gọi là tình yêu thương. Tình yêu thương là thành quả của tất cả những cái mục tiêu này. Nếu mà mình có thực sự có tình yêu thương ấy, thì khi mà mình muốn giúp cho người khác đúng không, mình là có trí tuệ rồi, nhưng mình tình yêu
đôi khi mà người chấp nhận thì ok, đấy là tốt cho họ, còn nếu họ không nhận thì đấy là việc của họ. Mình phải kiên nhẫn, mình đồng cảm, mình thấu cảm với họ, mình hiểu là vì sao họ đang như thế, chứ không phải là mình cứ luôn là ép người khác phải thay đổi những cái hay ho mình đã học. Biết mọi người như thế nào, nhưng thực chất em mới học thế này là em luôn muốn làm thế, nên là mình cần phải nhắc bản thân là mình đã học được những thứ có trí tuệ rồi, nhưng mà cái điều quan trọng thứ hai ấy, là mình phải tăng trưởng được cái tình yêu thương của mình. Mình phải nhìn là tại sao những cái người xung quanh họ đang như thế, tức là họ không tiếp nhận những cái thứ mà mình đang chia sẻ, thì mình phải có tình yêu thương, mình thấu cảm đồng cảm với họ, chứ không phải là mình thay đổi từ mình trước để khi mà người khác hỏi là tại sao mình làm được như thế. Cái mục tiêu của mình là trở thành hình mẫu mà, tại sao làm được như thế thì mình sẽ chia sẻ về cái hệ thống giao hàng mình đã được học, như em đã chia sẻ với mọi người này. Thì em có ép mọi người đâu, em có bảo mọi người là phải làm thế này phải làm thế kia đâu, không. Mình đừng đừng có ép những cái người xung quanh mình phải thay đổi cho mình, và mình cứ cứ thay đổi ở tập trung của mình trước. Mình có trí tuệ, mình tập trung mình tăng trưởng trí tuệ, và thứ hai là mình có một cái điều rất quan trọng chúng ta hay quên, là chúng ta phải tăng trưởng cái tình yêu thương của chúng ta lên. Yêu thương nhất là với những người xung quanh, như chồng con ấy. Nhiều khi mình nghĩ là chồng mình cản trở mình không học, con mình nó không giúp mình có điều kiện mình học ấy, hoặc là nó mình dạy những cái điều hay ho này cho chồng con mình họ không tiếp nhận ấy. Nhưng mà người mình giúp họ, nếu mà họ họ chưa tiếp nhận thì thôi, để lúc khác mình giúp lại. Thế tại sao họ không tiếp nhận là mình lại khó chịu, mình lại bực bội, đúng không? Tức là mình chưa tăng trưởng. Cái thứ hai là tình yêu thương đó. Mọi người hãy nhớ là tình yêu thương nó là thành quả của tất cả những cái mục tiêu như em đã nói với mọi người. Ok, thì đấy là kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rất xin lỗi mọi người là vì cái sự chậm trễ của em ngày hôm nay, để mọi người phải mất một cái khoảng thời gian đầu, hôm nay cũng bị quá giờ trong cái dự kiến. Rất rất cảm ơn là đến thời điểm này vẫn còn thân còn 40 bạn còn online. Ok, thì không biết là mọi người có câu hỏi nào không ạ? Hãy nhớ cái câu cuối cùng nha, câu cuối cùng rất là quan trọng. Và nếu mọi người mà thấy cái có thể là mọi người đã kịp ghi lại, nhưng mọi người thấy cái bộ giống mà em đã đưa ra thì em sẽ gửi slide cho mọi người nhé. Gửi slide cho mọi người để mọi người cùng thực hành. Thì thực ra nó là cái bộ hạt giống trong cái bản kế hoạch 5 của em ấy. Nó là cái bộ hạt giống trong bản kế hoạch 5 của em mà em chia sẻ để mọi người có thể là nhặt những cái hạt giống phù hợp với cái phù hợp với những cái mà mọi người, ví dụ mọi người đang gieo những hạt xấu này, mọi người cần gieo những hạt tốt kia, thì mọi người hãy nhặt theo cái bản kế hoạch của mình, nhặt theo cái bản kế hoạch của mình. Thế còn đấy là em chia sẻ cái bản kế hoạch của em. Ở trong sáng nay thì em sẽ chia ra, sẽ gửi đến email của mọi người đăng ký. Hôm qua đã gửi cái bản thứ hai rồi ạ. Hôm qua đã gửi cái buổi thứ hai cho đến 114 bạn đăng ký. Em đã gửi email rồi. À, đây có một cái câu hỏi là làm sao để tâm mình luôn hướng tới hạt giống tốt, nhiều khi không kiểm soát được suy nghĩ của mình ạ? Thì đó, nó chính là cái công cụ em nói đến ở trong cái vừa nãy em có nói đến là mình phải giúp cái thế giới quan đắn ấy. Và mình phải có sổ, mình phải có bạn, mình phải có sách, mình phải có những cái thứ gần mình để nó giúp mình luôn nhớ là mình phải hướng đến cái hạt giống tốt. Thì cái quan trọng nhất là phải có, đây là bạn nào hỏi, bạn MD đây, Mến, bạn Mến. Thì cái quan trọng nhất là mình phải có cái đội nhóm đi cùng ấy, Mến ạ. Mình phải có cái những cái người bạn đi cùng để luôn nhắc mình nhớ. Chứ mình theo cái tập quán của mình ấy, cái thói quen cũ, cái cách thông thường mình đã làm như thầy nói là hơn 50.000 năm rồi. Chúng ta như kiểu là một cái bánh xe đang chạy rồi. Nên là chúng ta muốn ngừng cái bánh xe đấy lại thì ban đầu chúng ta chỉ thả vào đấy được những cái sợi tóc thôi. Những cái hành động nhỏ của chúng ta chỉ như những cái sợi tóc chúng ta thả vào cái bánh xe đấy thôi. Và cái bánh xe vẫn chạy, đúng không? Nhưng dần dần ấy, cái sợi tóc của chúng ta nó cứng lên, nó thành cái sợi kim loại, xong thành nó thành cái cây kim loại, nó cứng dần lên thì cái bánh xe của chúng ta mới chậm chậm dần được. Cho mọi người tưởng tượng như một cái xe đang lao rất nhanh, tốc độ 200 km/h, tức là cái thói quen cũ của chúng ta đấy, nó đang lao rất là nhanh, nó chưa kịp nhận ra thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn nó dừng lại một phát là dừng luôn ấy. Thì như thế, nếu mà mọi người tưởng tượng cái xe trên trường đường nó đang đi thì nó dừng lại một cái chỉ có điều nữa, nó ngửa lên này xong nó đập xuống,
nó chết ngay tại chỗ. Nếu mọi người muốn dừng ấy, thì chúng ta cũng phải là giảm 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 tốc từ từ. Chúng ta đầu tiên chúng ta thì thả thả dần những cái vật cản và cái bánh xe. Đầu tiên nó chỉ là cọng tóc, chính những cái vật cản nó chính là những cái việc mình đang làm ngược lại với cái thói quen xấu ấy. Thì mình giảm giảm gia tốc của nó dần dần, và đến một ngày mình nhận ra là mình đã giảm được những cái thói quen đấy rồi, mình luôn hướng những cái hạt giống tốt đấy. Thì cái quan trọng là cái thứ hai em muốn nói là cái kiểm soát suy nghĩ của mình, đúng không? Kiểm soát suy nghĩ của mình nó đến từ cái sự mà mình không kiểm soát suy nghĩ của người khác ấy. Mình không làm người khác lo lắng, mình không kiểm soát người khác ấy. Nó là hai cái hạt giống khác nhau. Ok, nhiều khi là em thấy như này, khi mà mình đã có những người bạn khác ấy, mình có những cuốn sách hay ấy, và mình có những cái quyển sổ của mình để mình ghi chép lại ấy. Hầu như là mình không có thời gian để mình làm cái việc khác đâu. Nhưng mà khi mà mình làm những cái việc tốt là những cái việc xấu nó cũng tự động giảm theo ấy. Người hiểu không? Tức là mình cái thời gian mình có hạn mà. Ví dụ như em đã lên kế hoạch buổi chia sẻ này với mọi người, nhưng mà nếu em không lên kế hoạch thì ngày hôm nay nó vẫn diễn ra, đúng không? Và trong khi em không dành thời gian để em chuẩn bị những cái bản kế hoạch này, em không dành thời gian chia sẻ, thì em lại đang làm một việc khác, dự đang ngủ chẳng hạn, hoặc là đang sa đà với những cái bộ phim khác chẳng hạn đấy. Khi mình có những người bạn, mình có những đội nhóm đi cùng, thế nên là em phải rất là biết ơn mọi người đã cho em cơ hội để chia sẻ, chính là vì mình có thời gian để mình dành cho những cái thế giới quan đúng đắn ấy. Ok, thì cái buổi hôm nay nó cũng hơi muộn, 7:12 rồi. Không biết là ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Xin phép là tổng kết và kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay nhé. Được không ạ? Chị Mai ạ, cảm ơn chị Mai. Ok, cảm ơn Hằng đã nỗ lực gọi là hết sức, đây không phải là gọi là nỗ lực bình thường, nỗ lực gọi là hết sức, có nghĩa là đến hôm nay cho nghỉ khoảng một tuần nhé, gọi là không làm gì nhé. Cảm ơn em đã nỗ lực vì là em đã được đẩy lên thuyền để mà chia sẻ những cái buổi như này, và Mon rất là tự hào về cái chuỗi chia sẻ 3 ngày này của Hằng. Nhờ có Hằng mà Mon tin được học lại tất cả những cái mà mình đã thực hành trong thời gian qua. Những cái chia sẻ của Hằng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Các bạn thả tim cho Hằng đi. Tôi đây còn có 35 người. Xin mời các bạn thả tim chụp kiểu ảnh kỷ niệm cho Hằng hộ ban tí. Hằng đã nỗ lực gọi là không phải là 200% mà 1000% để xuất hiện với chúng ta ngày hôm nay. Ok ạ. Cảm ơn các bạn đã có mặt giờ này và chúng ta cùng nhau chụp một bức hình. Rồi. Cảm ơn các bạn. Rồi. Cảm ơn đã chụp được rồi ạ. Ok nhé. Để bạn gửi luôn vào đây. Rồi thì với những cái chia sẻ của Hằng ấy, trong 3 ngày nay thì Mon rất là hy vọng là các bạn đã có thể rút ra cho mình được những cái điều tuyệt vời để thực hiện cái kế hoạch cho năm mới. Và tại sao Mon tin mình dám khẳng định đây là một cách thức gọi là mới mà đạt hiệu quả 100%? Bởi vì không phải, đây không phải là những cái kiến thức của mình. Đây không phải là những cái kiến thức của bọn mình, mà bọn mình đang kết nối và đang chia sẻ lại với các bạn những cái kiến thức của người thầy vĩ đại và đã được rất nhiều người thực hành và đã thành công. Và bọn mình chia sẻ ở đây để các bạn có thể, những bạn nào mà chưa biết đến năm loại kim cương, chưa biết đến gieo hạt, chưa biết đến nhân quả, thì hôm nay qua cái 3 cái buổi này thì các bạn đã được tiếp cận. Và buổi đầu tiên, buổi 1 thì Hằng chia sẻ về cách thức thông thường. Cách thức thông thường để chúng ta lập kế hoạch thì thông thường thì chúng ta thấy, đúng không ạ, viết ra những cái gì mà chúng ta mong muốn, và sau đó thì chúng ta cố gắng đạt được cái điều mà chúng ta muốn. Và đôi khi thì chúng ta lúc thì được, lúc thì không, cái này gọi là lúc thì được, gọi là sometime. Và đến ngày thứ hai, ngày hôm qua, thì các bạn đã được chia sẻ cách thức mới hơn, đạt hiệu quả 100%, không chỉ dừng lại sometime, thỉnh thoảng có thể các bạn sẽ đạt được. Và một khi mục đích các bạn đã đưa ra, mục tiêu các bạn đã đưa ra, thì nó sẽ always, tức là sẽ luôn luôn có khả năng đạt được. Thế thì đấy là cái buổi thứ hai, và buổi hôm nay là cái buổi gọi là bí quyết. Thực sự thì nếu như các bạn có thể đã từng học năm đại kim cương rồi, hoặc là những cái level hạt giống gieo hạt ở một số nơi, thế nhưng mà khi mà buổi ngày hôm nay thì các bạn thấy thực sự là quá giá trị. Với cả Monty hôm nay thì những cái hạt này Monty cũng thực hành với nhau rất là lâu, nhưng mà có nhiều hạt cũng phạm phải. Và đặc biệt là chị Ban và em Hằng có một cái hạt phạm giống nhau như đúc, đấy là mê dai đẹp. Có cái đoạn này thì rất là giống nhau.
Thì chia sẻ vui với mọi người như vậy thì thấy rằng là ba cái buổi của em Hằng là nỗ lực của Monty mình, nỗ lực của em Hằng đã hết sức cố gắng để làm sao mà có thể truyền tải các bạn một cách gọi là dễ hiểu và gọi là linh hoạt cũng như là sáng tạo nhất. Và qua những cái slide tuyệt đẹp của em Hằng, em Hằng là một trong những người mà không phải là một trong những người đâu, mà là người duy nhất của Monty có khả năng làm được tất cả mọi thứ lung linh và đẹp đẽ như vậy. Đấy thì đấy là bọn mình đã mang tất cả những cái gì gọi là xuất sắc nhất để ra để có thể chia sẻ với các bạn trong những cái buổi vừa qua. Thì rất là cảm ơn sự hiện diện của các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây và những cái điều thực hành của các bạn tới đây trong thời gian tới. Thì thực sự đó là cái gì ạ? Nó là cái mảnh đất màu mỡ mà bọn mình đã tìm đến và gieo hạt. Vì chính vì vậy cho nên là rất rất cảm ơn các bạn. Và đặc biệt là những cái bạn mà có mặt đến cái giờ phút cuối cùng này ở trong cái buổi chia sẻ. Nếu như các bạn thấy rằng ba cái buổi chia sẻ của Hằng thực sự có ý nghĩa và thực sự giá trị thì các bạn có thể một là các bạn thực hành cũng là cái giá trị tốt rồi, và hai nữa nếu như các bạn thấy nó có giá trị với những người xung quanh của các bạn thì các bạn có thể chia sẻ giúp cho Monty. Hiện tại thì toàn bộ những cái chương trình ba cái buổi này sẽ được chia sẻ lại ở trong group thức giấc giá trị thời gian sống. Cũng như là các cái kênh của cá nhân của em Hằng, đó là trên YouTube và kênh Hằng Page Hằng Scannote, thì các bạn có thể chia sẻ lại với lại những cái người mà các bạn muốn chia sẻ, đúng không? Thấy thực sự có ý nghĩa thì chia sẻ với họ và mong muốn cho họ một cái năm mới tốt đẹp hơn. Đó thì đấy là các cái kênh, và cũng như là lúc đầu ban đã giới thiệu về cái group Monty và tổ chức của bọn mình thì cũng chia sẻ lại một chút là nếu như bạn muốn quan tâm và tìm hiểu về một cái nơi mà bạn có thể để thực hành những cái điều mà Hằng chia sẻ ba ngày hôm nay thì đó là hình thức Mon Club, tức là My Online Time Club, là câu lạc bộ của bọn mình sẽ hoạt động vào mỗi chủ nhật hàng tuần để cùng nhau chia sẻ những cái trải nghiệm gieo hạt, cũng như là cùng nhau nâng đỡ, đưa cho nhau những cái năng lượng tốt, tốt lành và tập trung vào những cái việc làm mục tiêu của năm tới 2022. Thì chị Ban nhờ Yến chia sẻ lại cái link đặt lịch với lại Monty để cho các bạn quan tâm, các bạn có thể chia sẻ lại, đúng không? Các bạn có thể join và đặt lịch với bọn mình để biết tìm hiểu biết hơn về Monty. Và ngoài ra thì đương nhiên rồi, group thức giấc giá trị thời gian sống là nơi bọn mình tập trung để trao cái giá trị bản thân ở đó, và là một nhóm hoàn toàn miễn phí, thì mời các bạn có thể tham gia. Ok ạ, thì cảm ơn các bạn đã tham gia buổi ngày hôm nay, và Ban cũng như Monty cũng như là Hằng, bọn mình có thể mở mic và chúc các bạn một năm mới 2022 thật sự thành công như các bạn mong đợi và với một cái cách thức hoàn toàn mới. Rồi ạ, để bọn mình sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người và chúc cho những cái mục tiêu, những cái ước nguyện của mọi người trong năm mới đều thành sự thật. Tại vì là như em đã chia sẻ, cách để em đạt được ước nguyện là giúp tất cả mọi người đạt được ước nguyện của mọi người. Mọi người đều là những cái mảnh đất màu mỡ của em, nó không phải tự nhiên mà bị hút vào đây mấy chục người, hoặc là đến cái giờ phút này chúng ta còn 34 người với nhau, không phải là tự nhiên đâu ạ. Mà nó đều có một cái mối liên hệ nào đấy, mà không phải tự nhiên hôm nay em mà muộn. Đương nhiên là em sẽ có những cái nguyên nhân là em có thể trình bày ra đây với mọi người. Em rất xin lỗi về cái điều đấy, vì đấy là cái hạt xấu của em đã gieo, vì làm lỡ thời gian của bao nhiêu người cùng một lúc. Thế nhưng mà chắc chắn là nó cũng có phải có một cái nguyên nhân nào đó, chứ mọi thứ nó không phải chỉ vận hành ở cái bề mặt mà chúng ta đang nhìn. Và thực ra là mọi người là người đưa thư của em, và em cũng là người đưa thư của mọi người. Thế nên là rất cảm ơn mọi người, vì mọi người trong một cái thời điểm nào đấy mọi người đã gieo những cái nỗ lực, những cái tinh tấn này, và đến thời điểm này mọi người nhận lại, mọi người thấy nó hay là em bảo rồi đấy, nó đến từ mọi người. Mà đương nhiên là ví dụ em mà là người đưa thư thì chồng hay con của mọi người cũng là những cái người đưa thư thôi. Rồi, cảm ơn các bạn ạ. Rồi mình sẽ dừng cái buổi ở đây nha, bọn mình cùng giơ tay chào nhau.